Theo văn hóa truyền thống của người dân Việt Nam, mèo đại diện cho năm Mão, đứng vị trí thứ tư trong 12 con giáp. Trong 12 con giáp này, mèo là một trong 7 loài vật nuôi gần gũi, thường được con người nuôi dưỡng, mang những đặc điểm nổi bật cũng như ý nghĩa quan trọng trong văn hóa dân gian. Vâng, và những cái quan niệm về loài mèo đã được hình tượng hóa và đi vào văn hóa dân gian, thơ ca, ca dao, tục ngữ và trở thành hình ảnh trong các tác phẩm nghệ thuật, văn học hay là âm nhạc. Và năm Quý Mão, hình tượng chú mèo trở thành nguồn cảm hứng sáng tạo nghệ thuật của các nghệ sĩ Việt. Chúng ta hãy cùng trò chuyện với họa sĩ Nguyễn Hải Nam để tìm hiểu cái cách mà các nghệ sĩ đưa hình tượng mèo vào những tác phẩm nghệ thuật như thế nào. Xin chào họa sĩ Nguyễn Hải Nam. Thưa anh, có thể nói là mỗi một năm mới đến, mùa xuân mới đến thì các nghệ sĩ lại tìm kiếm cảm hứng sáng tạo của mình trong hình tượng con giáp mới. Cá nhân anh có thể chia sẻ gì về điều này, về cái cảm hứng sáng tác của anh trong năm Quý Mão ạ? Cứ những dịp Tết đến xuân về thì các nghệ sĩ thì thường hay vẽ tranh về các con giáp. Vì cuối năm thì mình vẽ về những bức tranh về năm tiếp theo. Và cái khai bút đầu xuân ấy, thì thường cũng là vẽ về những con giáp. Từ trước nay là mình rất hay vẽ tranh mèo, cho nên là năm Quý Mão cũng là cái dịp mà để mình vẽ nhiều tranh về tranh mèo. Mình là họa sĩ chuyên về sơn mài, sơn ta. Để chào đón năm mới Quý Mão thì mình cũng sử dụng cái chất liệu giấy gió để vẽ tranh con giáp, đó là con mèo. Cái đặc thù của vẽ một màu lên trên giấy gió là sáng tác nhanh và gây được cái cảm hứng của mình rất là nhanh. Nó khác hẳn với tranh sơn mài, tức là phải duy trì cái cảm xúc lâu. Vậy thì anh có thể chia sẻ một chút những cái tìm tòi về hình tượng mèo cũng như là cái việc mình thử nghiệm những cái chất liệu, những cái cách vẽ mới trong cái hình tượng con mèo của cái Tết Quý Mão này ạ? Trong tranh của mình thường là những con mèo đang nằm ngủ hay là mơ màng, nó cũng như là con người thôi. Nó con người ta khi cũng mơ về những cái niềm hạnh phúc. Trong tranh mèo của mình thì những con mèo đang ngủ mơ màng và nó mơ về những con cá, những bông hoa. Nó như kiểu một cái ước mơ về sự no ấm và sự hạnh phúc. Với chất liệu giấy gió hay là mực nho hay bột màu, vẽ nó rất là nhanh và cái cảm xúc của mình được như gần như được giải phóng. Chính vì thế mà cái dịp mà vẽ tranh về các con giáp ấy cũng là cái dịp mà mình tự làm mới mình, tự bày tỏ cái cảm xúc của mình nó mạnh mẽ hơn, nó nhanh hơn. Anh có một chút so sánh xem là trong 12 con giáp thì hình tượng con mèo có gì đặc biệt để làm một nguồn cảm hứng thường xuyên cho anh trong từng đến năm sáng tác cũng như là trong cái năm Quý Mão này ạ? Trong 12 con giáp thì con mèo nó là con vật có thật và nó rất là gần gũi với con người. Và mình biết là cũng có rất nhiều người là rất là yêu mèo. Thế điều đấy, và chính vì thế mà khi sáng tác ở trên con giáp và con mèo thì nó là một cái rất là thuận lợi, và nó cũng thuận lợi cho người sáng tác và người thưởng thức cũng dễ tiếp cận hơn so với những con giáp khác. Về cái hình tượng con mèo ở trong tranh của mình thì nó không phải là một con mèo trong thực tế, mà mình không tả theo cái lối tả thực, mà hình tượng nó đã được ước lệ và nó đã được giản lược, và nó đi theo mình theo cái tạo hình của mình. Màu mình chủ yếu là sử dụng màu đen của mực nho thôi, còn các cái màu khác chỉ là những cái mảng đệm để gợi không gian thôi, còn chủ yếu vẫn là cái sử dụng màu đen của mực nho và cái màu của giấy gió. Nó là cái màu rất là đẹp và rất là ấm áp. Giấy gió nó có độ loang của mực ở trên giấy thì khi nó loang lên và mình chủ động được cái độ loang đấy thì nó rất rất gợi giống cái lông của những chú mèo. Người ta nói là tính cách của con mèo nó như là tính của một người phụ nữ, chính và cái hình dáng của nó cũng rất là đẹp, rất dễ tạo hình. Bộ lông này có nhiều màu sắc này và nhiều cái sắc độ khác nhau, và khi dáng của nó trong cái dáng của nó trong các cái sinh hoạt, trong khi nó ngủ, trong khi nó đi lại cũng là rất là đẹp. Chính vì thế mà mình nghĩ là ngoài bản thân mình là họa sĩ ra thì các nghệ sĩ khác cũng sẽ rất nhiều các nghệ sĩ có cảm hứng để sáng tác tranh trên cái con giáp là con mèo. Ngoài hình tượng chính là những chú mèo ở trong tranh với một cái dáng vẻ rất là hạnh phúc, hướng đến một cuộc sống no đủ, thì những cái yếu tố phụ ở trong tranh để làm nổi bật hình tượng của chú mèo được anh sử dụng như thế nào? Ngoài hình tượng con mèo thì có những hình tượng khác như là những con chú cá này, những con cá hay là những bông hoa sen. Nó gợi cho chúng ta về một cái gợi về không gian,
và cái hình tượng con cá nó như là những cái ước mơ của chú mèo ấy. Thì mèo thì nó rất thích ăn cá, cho nên là nó sẽ mơ màng và nó mơ về những chú cá và những bông hoa. Nó gợi cho chúng ta nhiều cái suy nghĩ về cái cuộc sống của không phải là của con mèo mà là của con người. Trên cái chất liệu sơn mài thì mình cũng đã vẽ một số bức tranh mèo. Thì khi mình vẽ xong và đến cuối năm thì mình thấy là có rất nhiều bạn bè và các nhà sưu tập đã hỏi. Điều đó thể hiện là cái nhu cầu sưu tập và thưởng thức nghệ thuật của công chúng trong nước rất là lớn. Mình hy vọng là sưu tập nghệ thuật nói chung và sưu tập tranh con giáp nói riêng là một cái món ăn tinh thần rất là phổ biến của mọi người. Vâng, xin cảm ơn anh và chúc anh một năm mới thành công, hạnh phúc ạ. Cuộc cách mạng công nghệ 4.0 với xu thế phát triển dựa trên nền tảng tích hợp cao độ của hệ thống kết nối số hóa, vật lý sinh học với sự đột phá của Internet vạn vật và trí tuệ nhân tạo đang làm thay đổi căn bản nền sản xuất của thế giới. Trong đó y tế là một trong những ngành được thụ hưởng nhiều và vận dụng nhiều nhất. Với sự ảnh hưởng mang tính toàn cầu, cách mạng 4.0 đã và mang đến cho ngành y tế của nước ta nhiều cơ hội để phát triển một nền y tế thông minh. Đây là một buổi khám chữa bệnh từ xa của Bệnh viện Đại học Y Hà Nội và Bệnh viện Vệ tinh đặt tại Lào. Thông qua mỗi buổi khám trực tuyến, các chuyên gia đầu ngành sẽ vừa phân tích ca bệnh để đưa ra hướng điều trị cho bệnh nhân, vừa giảng dạy chuyên môn cho các bác sĩ từ xa. Sau 3 năm triển khai thì hiện tại cơ sở chúng em cũng có nhiều ca bệnh khó. Gần như là các bệnh nhân đều được điều trị tại tuyến cơ sở chúng em. Tuyến cơ sở chúng em đã được nâng cao về trình độ chuyên môn thì các bệnh nhân ở xung quanh bệnh viện, ở thủ đô cũng như là các bệnh nhân từ xa, từ xuyên quảng, các nơi đi khoảng 700-800 km cũng đã biết đến bệnh viện và cũng đã đi tới đây để thăm khám và điều trị. Bệnh nhân này bị đột quỵ, rơi vào tình trạng mất ý thức, hôn mê. Thông thường, sau khi có kết quả chụp chiếu, thời gian để hội chẩn, dựng hệ thống mạch 3D có thể lên đến gần 1 tiếng. Tuy nhiên, với phần mềm Rapid, chỉ sau 2 phút, các bác sĩ đã đánh giá được vùng não bị tổn thương và nhanh chóng đưa ra chỉ định điều trị. Nó giúp cho bạn là định hướng cái vấn đề điều trị như thế nào cho nó đúng và nó hiệu quả. Theo các nghiên cứu lớn trên thế giới như nghiên cứu Dow, nghiên cứu Diffie thì nó là tiêu chuẩn hàng đầu. Và đánh giá rất là nhanh, chính xác cái hình ảnh mà chúng ta đang cần để quyết định là làm tiêu khối, làm can thiệp hay không. Đây chỉ là 2 trong số rất ít những hiệu quả của việc ứng dụng khoa học công nghệ cách mạng 4.0 vào trong ngành y tế. Song song đẩy mạnh triển khai hồ sơ bệnh án điện tử, hệ thống quản lý đơn thuốc điện tử, khám chữa bệnh từ xa. Việc những ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI trong công tác khám chữa bệnh sẽ tối ưu hóa công tác chẩn đoán và điều trị. Có thể nói là trong cái thời gian vừa qua, Bộ Y tế đã thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin tiến tới chuyển đổi số trong tất cả các hoạt động của ngành, từ phòng bệnh, khám chữa bệnh đến quản trị y tế. Và qua kết quả thực tiễn đã chứng minh ứng dụng công nghệ thông tin mang lại nhiều lợi ích to lớn cho ngành, cho người dân, cho các cái đơn vị sự nghiệp y tế. Và chúng tôi cho là ứng dụng công nghệ thông tin trong y tế hiện nay là một cái xu hướng tất yếu của thời đại. Cuộc cách mạng công nghệ 4.0 với sự đột phá của Internet, trí tuệ nhân tạo đang làm thay đổi căn bản nền sản xuất của thế giới. Và y tế là một trong những ngành được thụ hưởng nhiều nhất. Nhờ vậy, bên cạnh yếu tố cốt lõi là con người, việc áp dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật cao sẽ nâng tầm công tác khám chữa bệnh, hướng tới nền y tế thông minh, nâng cao chất lượng và tỷ lệ điều trị thành công cho người bệnh. Và khi sức khỏe người dân được nâng cao, đó cũng là nền tảng để xây dựng một nền kinh tế phát triển và vững mạnh hơn.